Anh Dương ơi, em thấy nhiều người nói trong tầm giá 4 đến 5 triệu thì Redmi Note 11 là vô đối đúng không anh? Em cũng định mua điện thoại trong tầm giá này nhưng phải xin tiền bố mẹ nên bố mẹ không cho mua điện thoại tàu. Anh xem có cách nào khuyên bố mẹ em không ạ? Và nếu có lựa chọn nào không phải của tàu trong tầm giá này thì anh tư vấn giúp em với. À, hàng mới chính hãng nhé, vì mẹ em không cho mua hàng cũ hay xách tay vì sợ lừa đảo ạ. Một câu hỏi rất là thú vị đến từ bạn Minh Anh. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đây là một cái câu hỏi mà mình nghĩ là có rất là nhiều nội dung để chúng ta trả lời. Thế mình cứ trả lời từng nội dung một, xong sau đó thì mình sẽ phân tích cho các bạn là cái điện thoại nào nó phù hợp nhất về bạn Minh Anh nhé. Rồi, đầu tiên là trong cái tầm giá từ 4 đến 5 triệu, Redmi Note 11 có phải là vô đối đúng không anh? Thì mình nghĩ là không đúng đâu. Nếu mà để cho mình bỏ tiền ra để mua một chiếc điện thoại nào ở trong cái tầm giá từ 4 đến 5 triệu ấy, thì mình nghĩ mình sẽ ưu tiên mua Tecno Pova 4 Pro hơn. Thì lát nữa thôi thì mình sẽ phân tích cái sản phẩm này ở cuối video. Tiếp tục nữa nào. Bạn có ý định mua điện thoại nhưng mà phải xin tiền bố mẹ nên là bố mẹ không cho mua điện thoại tàu. Thì theo mình là bạn nên nghe lời bố mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì đây là tiền của bố mẹ chứ không phải là tiền của bạn. Ví dụ nhé, đây là tiền của bạn thì bạn thích mua cái gì cũng được, không ai cấm, đúng không ạ? Nhưng một khi chúng ta đã phải ngửa tay ra để xin tiền bố mẹ thì chúng ta phải theo bố mẹ. Đấy 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 là bản thân mình. Còn nếu bạn không thích, đúng không, nếu mà bạn bảo là tại sao bố mẹ cho con tiền mà tại sao bố mẹ lại phải bắt con phải nghe theo lời bố mẹ, thế thì thôi, thế thì tự đi kiếm tiền đi mà mua, đỡ phải xin tiền bố mẹ, đúng nào? Đấy, còn mình sẽ không bao giờ khuyên ai là phải làm cách nào bố ơi điện thoại tàu bây giờ tốt lắm, mẹ ơi điện thoại tàu bây giờ tốt lắm, không, không, không. Mình sẽ không khuyên như thế, mà quan trọng nhất là tự kiếm tiền được thì tự quyết định, còn nếu không tự kiếm tiền được mà vẫn phải ngửa tay ra xin tiền bố mẹ thì phải nghe theo bố mẹ, được chưa ạ? Rồi, vậy là tốt nhất là chúng ta sẽ không mua điện thoại tàu ở trong cái tầm giá từ 4 đến 5 triệu. Tiếp theo nữa nào, thì mẹ bạn là không thích cho mua hàng cũ. Vậy là chúng ta sẽ không mua được các cái sản phẩm flagship cũ ở trong cái tầm giá từ 4 đến 5 triệu, và cũng không mua hàng xách tay vì sợ lừa đảo. Ok, vậy là mình thì trong rất nhiều video mình đã có một cái quan điểm nhất quán, đấy là đã sợ là không mua, đúng không ạ? Còn đã mua thì đừng có sợ. Vậy nên là với trường hợp này chúng ta sẽ không mua hàng cũ và không mua hàng xách tay. Vậy là chúng ta sẽ chốt lại là mua hàng chính hãng mới 100% và không phải là điện thoại Trung Quốc. Thế thì mình sẽ đưa ra đây cho bạn hai sự lựa chọn luôn. Cái sự lựa chọn thứ nhất đó là Samsung Galaxy A23. Tất nhiên mọi thứ nó đều là sự đánh đổi. Vậy những sự đánh đổi ở đây là gì? Đầu tiên ý, là về hộp phụ kiện thì Galaxy A23 sẽ không có cái sạc nhanh như là Redmi Note 11 đâu, nó không có sạc 33W. Đấy, mặc dù nó hỗ trợ sạc 25W nhưng mà sạc đi kèm là 15W như thôi. Ít nhất là cũng không bị bỏ đi phụ kiện thì không bị bỏ đi cái củ sạc ấy, thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận được, được chưa? Redmi Note 11 có màn hình AMOLED 90Hz thì A23 nó cũng có màn hình 90Hz nhưng mà hơi đáng tiếc lại không phải là AMOLED mà là IPS, nhưng mà nó cũng không phải là loại đều đâu. Nên em cứ yên tâm. Tiếp tục nào, Redmi Note 11 có chip 680, A23 cũng có luôn. Thậm chí là RAM ROM cũng khá là giống nhau. RAM 4 bộ với trong 128. Tất nhiên Galaxy A23 thì nó sẽ đắt hơn khoảng 500 nghìn so với Redmi Note 11. Nhưng mà cái đánh đổi ở đây là gì? Đấy là chúng ta sẽ được một cái thương hiệu nó tốt hơn, đúng nào? Camera thì Galaxy A23 hơn đấy nhá, chứ không phải là kém hơn đâu, hơn đấy. Loa ngoài là loa kép thì nó sẽ không có được như là Redmi Note 11. Đấy, nhưng mà pin thì vẫn là 5000 mAh. Có sạc thì mình đã nói ở đầu video rồi, sạc thì Redmi Note 11 nó sạc nhanh hơn. Còn cái được ở đây của A23 là gì? Đấy là cái được về thương hiệu. Đấy, cái được về camera và đấy mình cũng đã nói, và cái việc là không bị mấy cái lỗi vặt như kiểu là chậm thông báo hay các thứ nữa. Đấy 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 là cái mà chúng ta sẽ được ở cái sản phẩm Galaxy A23. Tiếp tục nữa nào. Nếu mà chúng ta thích cái màn hình AMOLED cơ thì ở trong cái tầm giá này chúng ta vẫn sẽ có một cái điện thoại của Samsung có màn hình AMOLED, đấy là Galaxy M32 nhé các bạn nhé. Thế thì đối với cả Galaxy M32, Redmi Note 11 có AMOLED 90Hz thì nó cũng có AMOLED 90Hz luôn. Redmi Note 11 có chip 680 thì nó có con chip Helio G80. Thực ra là trải nghiệm hai con chip này mình đánh giá là nó cũng tương đồng với nhau. Mặc dù về lý thuyết và theo bảng xếp hạng chip thì Redmi Note 11 có con chip mạnh hơn đấy. Nghĩa là bảng xếp hạng chip là chip 680 được xếp hạng cao hơn là con chip Helio G80 đấy, nhưng mà trải nghiệm thực tế thì mình thấy nó không khác biệt mấy. Đấy, nhưng M32 thì sẽ được cái là cái camera nó sẽ hơn, thương hiệu tốt hơn, pin thì vẫn là 5000 mAh giống như Redmi Note 11 thôi.
hỗ trợ sạc thì là 25W nhưng mà sạc đi kèm thì chỉ có 15W thôi. Nhưng mà mình thì thích cái One UI của cái Galaxy M32. Đại loại là như này này. Đấy là nếu mà so với Redmi Note 1 thì có thể Galaxy M32 với cả Galaxy A23 nó sẽ có một số những cái điểm mà nó chưa được bằng. Đấy, nhưng mà những cái điểm đó thì nó cũng không phải đến mức độ gọi là quá ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của người ta, hay là những cái sự chênh lệch đó nó không phải là quá lớn để mà chúng ta phải thực sự phân vân. Cho nên nếu như bạn không mua điện thoại tàu thì rõ ràng là Galaxy A23 với cả Galaxy M32 là một trong hai cái sự lựa chọn gần như là tốt nhất rồi. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ bây giờ là mình sẽ mở rộng hơn cho những bạn khác nhé. Đấy là Redmi Note 11 có phải là vô đối ở trong cái tầm giá này hay không ấy? Thì câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì là như ở đầu video mình đã nói là cái con Tecno Pova 4 Pro đây. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Tecno Pova 4 Pro thì mình thấy là đầu tiên là nó sẽ có sạc 45W thay vì 33W cái đã. Pin của nó cũng hơn luôn, pin nó là 6000 thay vì 5000 so với Redmi Note 11, đúng không ạ? Thiết kế của nó nhìn đẹp mắt hơn, ấn tượng hơn so với cả Redmi Note 11. Màn hình của nó cũng là AMOLED 90Hz luôn. Đấy. Chip của nó thì thậm chí là còn mạnh hơn cả Redmi Note 1 với cái chip Helio G99. RAM ROM của nó cũng thoải mái hơn, RAM 8 bộ trong 256, thậm chí là có cả RAM 8 bộ trong 128. Đại loại là không phải RAM 4, được chưa? Đấy, camera thì nó không có góc rộng như là Redmi Note 1, nhưng mà loa kép thì nó cũng có luôn. Và mình nghĩ là Tecnopo 4 Pro chính ra là cái sản phẩm mà mình đánh giá là đáng mua hơn là Redmi Note 1 đấy nhá. Đấy là bổ sung thêm những bạn nào mà không lăn tăn là điện thoại tàu. Đấy, chứ còn nếu mà lan ra điện thoại tàu thì cứ Samsung mà mua thôi, được chưa? Rồi, các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dây. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.